bus. Bạn có biết chúng ta luôn cần phải giữ an toàn cho vùng riêng tư của mình ở nơi công cộng không? Giữ an toàn cho vùng riêng tư? Đúng vậy. Các bạn nhỏ, hãy xem clip này cùng ba và mẹ nhé. Và hãy cùng tìm hiểu lý do vì sao chúng ta phải giữ an toàn cho vùng riêng tư của mình ở nơi công cộng nhé. Bây giờ, hãy cùng thảo luận với ba mẹ các bạn nhé!